Mình xin kính chào quý ông bà, cô chú, các anh chị, các bạn và các em đang xem kênh Cuộc sống hàng ngày của hai bà cháu Chem. Hôm nay mình đi làm vườn về cũng hơi muộn, rồi cũng trời cũng tối rồi, mình tranh thủ đi nấu cơm cho gia đình và có qua chợ mua được một con cá chép đồng rất ngon. Bây giờ mình sẽ đi nấu chua, thì mời mọi người cùng tham khảo nguyên liệu với lại hai bà cháu Chem nào. Ở đây mình có con cá chép đồng 1,4 kg tư, mình đã rửa sạch sẽ, sơ chế mổ và sơ chế sạch sẽ, rửa qua nước muối loãng và nước chanh rồi. Mình để róc nước và ướp vào đây một chút hạt nêm, một chút hạt muối canh iốt rồi. Và các nguyên liệu để nấu món cá nấu chua này thì gồm có đậu bắp và giá, một hai tép tỏi, một chút nghệ, một củ hành khô, một trái ớt hiểm và thì là hành tươi, 4 quả cà chua, 2 quả mình thái cau và 2 quả mình thái hạt lựu và 1 quả dứa, và không thể thiếu được là cơm mẻ và các gia vị nhà bếp như mì chính, đường phèn, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm và muối canh. Bây giờ mình sẽ đi nấu món cá nấu chua này nha. Thì cá mình đã ướp được 15 phút, bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào đây để đi rán que mọi người ạ. Mình cho đây 2 xì ấn phở dầu ăn. Dầu ăn của mình đã nóng, mình cho cá vào đây để áp chảo que. Hôm nay mình mua được con cá chép đồng ngon lắm mọi người ạ. Mình đi làm về lúc chiều nắng ơi là nắng, bây giờ thì trời lại tối rồi, lại đang mưa đây mọi người ơi. Cá mình áp chảo qua, bây giờ mình sẽ gắp ra và đi phi hành thơm để xào cà chua và xào dứa nha. Chảo lúc nãy mình rán cá, bây giờ mình tận dụng, mình sẽ cho hết cái phần hành băm, tỏi băm và một chút nghệ băm vào đây, mình phi vàng phi thơm lên mọi người nhá. Mình cho một chút nghệ vào đây để lấy màu mọi người nha. Khi hành tỏi của mình đã thơm, mình cho cà chua thái hạt lựu và cho dứa vào đây luôn để mình xào. Mình cho vào đây một chút đường phèn mọi người ơi, 2 xìa cà phê hạt nêm cà lo, 2 xìa cà phê muối canh iốt hải châu, nửa xìa ăn phở nước mắm luôn. Một xíu mì chính nữa nè. Có sáu ông bà, có số và có con chị. Có các bạn. Con muốn về nhà con ăn cơm. Mai con được nghỉ học. Cô mời ông bà, có chú mời cơm. Xin chào các bạn. Có xe đấy của ông ạ? Đây, để bà bóc giúp con cầm xe đi. Khi dứa cà chua mình xào thấm ngấm gia vị như này rồi, bây giờ mình sẽ chế nước vào mình đun nha. Mình cho đây một bát nước Sao luôn. thường ớt cay ạ? À bà không cho ớt cay, sợ cay con không ăn được đấy. Rồi mình đun sôi Bà trở lại, mình sẽ xuống cho sang nồi tuồng ớt cá nha. cay vào. Rồi bà sẽ cho ớt, bà cho cả quả vào, bà không thái lát là không cay. Hôm nay mẹ Yến cho con đi đâu về? À cha. Cha ơi, con ăn gì đấy?
sữa chua. Làm sữa chua. Thế con có biếu bà không? Dạ. Ôi bà, là cảm ơn con nhé. Con ăn đi nha. Ăn cho nó mát. Đó, nó dính vào mồm. Được. Con ăn luôn mà quả đấy vào mồm. Thì nồi nước của mình đã sôi, mình sẽ đi lọc mẻ mọi người nhá. Mình cho vào đây già nửa môi mẻ mọi người nhá. Tùy theo mẻ chua hay không chua mọi người ạ. Ngày thời tiết nắng lắm thì mình nấu chua cho gia đình mình mời. Dễ ăn lắm mọi người ạ. Mình nêm thêm gia vị mọi người ơi. Mình cho vào đây 3 xìa cà phê hạt tiêm cà no. 2 xìa muối canh. Nếu mà nhà mọi người không thích hạt nêm với nhiều mì chính thì mình bỏ qua bước này, mình cho chút nước mắm và muối trắng là được mọi người nhé. Bây giờ tất cả đã sôi, bây giờ mình sẽ cho sang xoong cá nào. Cá của mình sôi trở lại, mình hớt bỏ bớt những cái váng bọt và váng mỡ đi. Dứa và cà chua mình xào riêng và cho nước vào đun sôi, hầm ra nước thơm, xong bắt đầu là mình sẽ cút hết cái phần nước dùng đấy sang cá nha mọi người nha. Thì cá của chúng ta sẽ không bị tanh mà cá dai, ngon, không bị bở. Rồi đó. Mình sẽ đun thêm, sôi thêm 2 phút nữa mình sẽ cho gia vị vào. Thì cá của mình sôi trở lại được 7 phút. Mình sẽ cho cà chua bổ cau và một quả ớt mình cắt làm đôi, quả đậu bắp nữa. Mình chút hết vào đây. Đó, ngon chưa mọi người? Thì cà chua và đậu bắp của mình đã sôi, mình sẽ cho giá vào mọi người nhé. Giá rất nhanh chín, mình cho vào và cũng tắt bếp luôn. Tiếp đó mình cho cái gốc hành vào này mọi người này. Và cho hết cái phần thì là thái dối. Và hành tươi thái dối vào đây. Mình nêm thêm một chút gia vị nữa. Mình tắt bếp nha. Mình cho vào đây già nửa xìa ấn phở nước mắm và một xìa cà phê mì chính nữa. Rồi thế là đã được một nồi giấm cá, một nồi cá nấu chua rất thơm ngon, đổi món cho gia đình. Bây giờ mình sẽ múc cá ra bát và đi mời cơm thôi. Đây mọi người ơi, thế là mình đã hoàn thành xong món cá chép nấu chua cho cả gia đình mình rồi. Món cá chép nấu chua này có thể ăn kèm với lại bún, hoặc là ăn với cơm trắng, ăn với kèm với lại rau xà lách, rau muống chẻ, hoặc là rau chuối thái cũng rất chi là ngon nhá. Bây giờ mình sẽ nếm thử xem hôm nay món cá chép nấu chua của mình ra sao nào. Mình mời mọi người tất cả cùng dùng thử với mình nha. Ngon quá mọi người ơi. Vị chua nhẹ của dứa và thơm thơm của mùi mẻ kết hợp lên một món cá nấu chua giữa tiết trời mùa hè nóng bức như này, rất chi là bắt cơm đấy mọi người ạ. Bây giờ mình cũng mời tất cả ông bà cô chú, các anh chị, các bạn và các em cùng dùng cơm với gia đình mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ hai bà cháu Chen trong suốt thời gian qua. Bấm đăng ký kênh và bình luận tích cực để cho hai bà cháu Chen có động lực phát triển kênh một ngày một tốt hơn. Và chúc mọi người một buổi tối
thật nhiều sức khỏe và bình an, bên mâm cơm gia đình thật ấm cúng, vui vẻ và ngon miệng nhé. Mình cảm ơn nhiều, cảm ơn tất cả mọi người, hai bà cháu Chen, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ông bà, cô chú, các anh chị, các bạn ở những video tiếp theo.